Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Điều, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án AO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án đô thị. Nếu các bạn có chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Stanpa. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội trở thành một trong 1.000 người may mắn sẽ nhận được 4 đô token SRP. Stanbank là một dự án đã có mặt trên sàn Gate, nhưng mình còn nhớ nhớ không nhầm là có mặt trên Gate đúng không ạ? Nhầm, Stanbank. Con này trước ở trong cái dự án startup của bên Gate và cũng có mặt trên cả MAC nữa. Giờ chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản Tister Google, sau đó chúng ta nhận lệnh đầu tiên là sử dụng Tister. Join vào kênh Telegram. Chúng ta nút join. Ok, chúng ta đến stream của kênh Telegram. Follow kênh Hero Hello Hello Stampa Stampa. Con này bán cài đâu luôn. Retweet lại pin tweet. Chúng ta mở ra, chúng ta retweet. Và chúng ta gửi lại. Cái này chắc là phải dùng username của dự án thôi. Ta copy username này. Nay chọn gratis vì chúng ta các bạn chú ý là cần phải dán lại link đúng không ạ? Nút tít. Chúng ta gửi đi tít link. Profile. Tít em đi. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép này. Bên đây. Con tin. Follow my beta farm. Ta nên follow. Xem nhiệm vụ. Địa chỉ ví các bạn dùng cái ETH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask cho ta copy vào địa chỉ ví ETH sau đó quay trở các bạn PayPal. Rồi bây giờ join Discord. Ta paste phần lấy code về tham gia set in về hơi nát kìa. Ok, tạo mình đã ra thành công, chúng ta có thể trở lại đây, chúng ta xác nhiệm vụ con tin. Và cuối cùng các bạn sẽ có link ghép và các bạn có thể ghép chia sẻ về thân chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với trình Arop của dự án Stanbank để chúng ta nhận 4 đô token SRP. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn, chào tiếp theo.